Cuối tuần đồ gỗ Bảo Kính xin giao lưu với tất cả mấy anh chị em nhà mình hai tác phẩm di nặc được chế tác trên hai chất liệu gỗ, đó là gỗ ngọc ang siêu thơm và lưu hương giá trị. Và như anh chị em nhà mình đã biết thì những tác phẩm di nặc hiện tại được rất là nhiều anh chị em nhà mình quan tâm và rất là dễ sở hữu. Thì ngày hôm nay em muốn mang đến cho các bác nhà mình hai tác phẩm di nặc một để các bác nhà mình có thể tham khảo, và hữu duyên thì các bác nhà mình cũng có thể là trưng ngay phụ về ạ. Thì tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các bác nhà mình đó là tác phẩm di nặc cưỡi cá được chế tác trên nền chất liệu gỗ ngọc an. Ngọc an thì các bác nhà mình chắc hẳn là cũng không còn xa lạ gì rồi. Ngọc an là một trong những cái dòng gỗ mà có một cái mùi thơm rất là nhẹ, và khi các bác nhà mình trưng những cái sản phẩm ngọc an trong không gian nhà mình thì nó sẽ tỏa ra một cái mùi thơm ngọt nhẹ vô cùng là dễ chịu. Và với cái sản phẩm này của em thì là một cái tác phẩm mà được thợ đục liền khối 100% trên một phôi ngọc an đỏ khá là dài. Và tác phẩm này thì có chiều cao là 50, ngang là 88 và chiều sâu của sản phẩm là 24. Và tác phẩm này thì các chị em nhà mình có thể cùng ngắm cho em đây ạ. Đó là một ngài di nặc cưỡi trên một chú cá chép, và bên cạnh ngài thì còn có những cô bé, cậu bé, tiểu đồng rất là tinh nghịch. Và đặc biệt cái tác phẩm này các chị em nhà mình thấy là một ngài di nặc ngồi với dáng rất là hoan hỉ, đúng không ạ? Trên đầu ngài thì còn đội thêm một cái ná sen rất là đẹp luôn ạ. Và cái sản phẩm này thì các chị em nhà mình thấy là hàng này là em đánh sát các bác nhà mình nhá. Đánh sát rất là kỹ luôn, và đánh sát thì các bác nhà mình vẫn có thể là đảm bảo cái dòng chất gỗ cho em, cũng như là vẫn giữ được cái mùi thơm của cái dòng gỗ này. Và nếu anh chị em nhà mình mà hữu duyên đến cái sản phẩm ngọc an cưỡi cá này, các bác nhà mình cũng có thể là nhanh tay inbox cho em nhé. Và tiếp theo thì sang mã số 2, đó là một tác phẩm di nặc ngồi bao tiền được làm trên chất liệu gỗ nu hương ạ. Vâng, nói đến nu thì những anh chị em nhà mình mà say chơi này hoặc là đang muốn sưu tầm những cái sản phẩm về nu thì các bác nhà mình cũng có thể là tham khảo cho em cái mẫu này. Và mẫu này của em thì có chiều cao là 58, ngang 60 và chiều sâu là 27. Và sản phẩm này cũng là một tác phẩm đục liền khối đến 99% các bác nhà mình nhá. Đục rất là kỹ nét, các bác có thể nhìn thấy cho em này. Từ cái dáng thế của ngài di nặc đây ạ, ngồi rất là hoan hỉ trên một cái bao tiền to bự, và dưới cái phần bao tiền này thì bao phủ bởi những cái đường nu. Nu rất là giá trị các bác nhà mình nhá. Và cái mẫu này thì anh chị em ở nhà mình mà ưng thì cũng có thể là nhanh tay liên hệ cho em ạ. Và trong ngày hôm nay đây thì bên em đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình hai tác phẩm di nặc được chế tác trên hai chất liệu gỗ khác nhau. Và anh chị em nhà mình hữu duyên thì các bác nhà mình hãy nhanh tay inbox qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 086678910, thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể là tham khảo được rõ nét hơn. Còn bác nào nhà mình cần cơ sở ở bên em thì hãy đến tại đồ gỗ Bảo Kính ở làng nghề Mộc Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, tại số nhà 137 để có thể là thưởng lãm nhiều sản phẩm của bên em nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em mình trong những video sau ạ.